Gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt đối với Ukraine sau khi nước này không thể trả nợ 1,95 tỷ đô la đúng hạn vào ngày 16 tháng 6, cũng như không chịu thanh toán trước các khoản mới. Căng thẳng leo thang khiến nhiều người lo ngại nguồn cung khí đốt đối với phần còn lại của châu Âu cũng có thể bị gián đoạn. Thật khó có thể tin được mọi chuyện chỉ bắt đầu vào 6 tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine, tổng thống bị lật đổ Yanukovych, đã ký một thỏa thuận giảm giá khí đốt cho Ukraine đến 30%. Nhưng giờ đây, Ukraine đang rơi vào khủng hoảng năng lượng giá rẻ. Nhà xuất khẩu khí đốt Nga Gazprom thông báo Ukraine sẽ không được cung cấp ga nữa trừ khi nước này phải trả tiền trước. Họ đã được cung cấp những điều kiện hết sức ưu đãi, ngay cả khi đem so sánh với việc hợp tác khí đốt trong các đời tổng thống trước. Tuy nhiên, họ đã không đồng ý với điều kiện này, dẫn đến một cuộc khủng hoảng khí đốt thật là đáng thương. Tối hậu thư được đưa ra sau khi EU không đạt được một thỏa thuận mới. Nga muốn trở về mức giá cũ vào năm 2009, trong khi Ukraine muốn có được mức giá do ông Putin và Yanukovych thỏa thuận hoặc cao hơn một chút. Hai bên bất đồng ý kiến trong vấn đề trả nợ 1,9 tỷ đô la, một phần trong khoản nợ tổng thể lên tới 4 tỷ đô la mà Ukraine phải trả cho Nga. Giờ đây cả hai phía đều cho biết sẽ kiện về điều này. Trong khi những biến động tại Iraq đang khiến cho giá năng lượng tăng cao, thì việc Nga cung cấp khoảng 15% nhu cầu ga của châu Âu thông qua Ukraine cũng đang khiến cho các nước phương Tây phải lo lắng. Chúng tôi muốn nói, các bạn Nga, chúng tôi cần ga của các bạn và các bạn đã có được những lợi thế nhất định. Vậy hãy đặt xung đột sang một bên. Bên cạnh đó, việc xung đột sẽ chỉ gây tác động tiêu cực tới thị trường. Gazprom khẳng định, nguồn cung khí đốt sang châu Âu sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng EU vẫn chuẩn bị mở một cuộc thảo luận bàn tròn. Với việc xung đột không có dấu hiệu chấm dứt, ông Darren Sinden của quỹ đầu tư Titan cho rằng EU cần có những động thái can thiệp nhất định. Tôi có thể hình dung tình huống sẽ đi theo hướng EU sẽ phải đóng một vai trò trung gian, đảm bảo khoản nợ cho Ukraine và xoa dịu Nga. Hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu. Kho dự trữ khí đốt của EU vẫn khá dồi dào sau một mùa đông ấm áp. Tuy nhiên, nếu như căng thẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục tăng, thì mọi chuyện sẽ không còn được như vậy.